Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 236 với nội dung là bán hàng hóa và dịch vụ vận chuyển. Đối với doanh thu bán hàng hóa thì các bạn biết rồi là chúng ta phải phản ánh vào 5111. Còn doanh thu dịch vụ vận chuyển thì các bạn phải nhớ phản ánh vào 5113. Ở đây chúng ta bán hàng chưa thu tiền của khách hàng. Đằng sau hóa đơn thì có phiếu xuất kho đi kèm, thể hiện là chúng ta xuất bán hàng hóa. Còn không có phiếu thu, tức là chúng ta chưa thu được tiền của khách hàng. Và ở đây trị giá hóa đơn thì trên 20 triệu nên khách hàng sẽ phải thanh toán bằng chuyển khoản để được khấu trừ thuế và ghi nhận vào chi phí theo như quy định. Trên phần mềm Excel thì chúng ta hạch toán như sau. Ngày tháng ghi sổ là ngày 16 tháng 1 năm tài chính. Các bạn à, làm năm nào thì chúng ta chọn là năm đó. Diễn giải, các bạn ghi bán hàng hóa theo hóa đơn 236, nợ tài khoản 131 vì chúng ta chưa thu được tiền của khách hàng, có tài khoản 5111. Chúng ta bán ra là 4 hàng hóa và 1 dịch vụ. Do đó tôi copy ngày tháng đến diễn giải. Và bên tài khoản nợ có, tôi lần lượt tôi cũng chọn nợ 131. Và bên tài khoản có, tôi chọn là 5111. Dòng dưới này thì tôi lại chọn 5113 vì là doanh thu về dịch vụ. Và chúng ta copy tiếp xuống dòng dưới phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra. Hóa đơn 236. Nợ 131 có 33311. Và lần lượt chúng ta điền số tiền của các hàng hóa dịch vụ vào. Nhôm thanh anốt trắng thành tiền là 15.334.000. Nhôm thanh anốt vàng bóng 1.558.000. Nhôm thanh sơn 2 lớp 3.876.000. Nhôm thanh sơn tĩnh điện trắng sứ 7.492.800 đồng. Và dịch vụ vận chuyển là 11.500.000. Thuế giá trị gia tăng đầu ra 3.976.080 đồng. Và tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán là 43.736.880 đồng. Bằng đúng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Chúng ta kéo thanh cuốn sang bên phải để chúng ta chọn đối tượng khách hàng. Ở đây là công ty Anh Mỹ. Tôi chọn 131 Anh Mỹ. Các bạn nhớ phải chọn mã khách hàng cả ở phần dòng tiền thuế nữa. Tiếp theo ở đây chúng ta phải phản ánh giá vốn của hàng bán. Chúng ta lại copy ngày tháng ghi sổ và ngày chứng từ 4 dòng co xuống dưới. Các bạn ghi là giá vốn hàng bán hóa đơn 236. Chúng ta chỉ phản ánh giá vốn của hàng hóa, còn giá vốn của dịch vụ thì chúng ta sẽ phản ánh vào cuối kỳ sau khi mà chúng ta thực hiện là kết chuyển từ 632 sang 154. Và phản ánh giá vốn hàng bán thì chúng ta hạch toán nợ tài khoản 632 có tài khoản 1561 theo thông tư 200, còn thông tư 133 là 156. Lần lượt các bạn cũng chọn các dòng bên dưới. Phần số tiền thì các bạn là chưa phản ánh vội, chúng ta sẽ thực hiện vào cuối kỳ. Lúc này các bạn sang phần mã hàng hóa để chọn các hàng hóa mà chúng ta bán ra và điền số lượng hàng bán. Thứ nhất là nhôm thanh anốt trắng, tôi chọn mã là nhôm thanh anốt trắng. Số lượng xuất 187 kg. Thứ hai là nhôm thanh anốt vàng bóng 19 kg.
Thứ ba là nhôm thanh sơn 2 lớp 51 kg. Thứ tư là nhôm thanh sơn tĩnh điện trắng sứ 84 kg. Và cuối kỳ, chúng ta thực hiện tính giá xuất kho bình quân để ra được đơn giá xuất, và chúng ta sẽ phải điền đơn giá xuất vào cột M này. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa thực hiện tính được, do đó tôi sẽ để lại phần giá xuất này, tôi sẽ thực hiện vào cuối kỳ. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra 236. Đằng sau hóa đơn có phiếu xuất kho đi kèm thì các bạn không cần phải hạch toán nữa. Chúc các bạn học tốt!